Đây là một tập mà Hiếu thu vào lúc đêm muộn. Thì cái khoảng thời gian này thường là cái lúc mà những cái suy nghĩ già nua của Hiếu nó trỗi dậy. Nó hơi ông cụ non một xíu mọi người. Hiếu chỉ muốn báo trước để mọi người có thể quyết định nghe tiếp hay là không thôi. Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã ghé thăm Góc của Hiếu ngày hôm nay. Làm sao để biết những thứ em đang nghĩ? Xin chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã nán lại và tiếp tục lắng nghe tập này trong podcast của Hiếu. Hiếu từng là một người rất hay dùng từ giá như mình lúc đấy làm khác, giá như mình đã không nói như vậy, giá như mình đừng cố chấp như thế. Nói chung là rất hay dùng từ giá như, thậm chí Hiếu còn có một cái demo mà nguyên phần điệp khúc toàn từ giá như. Thì cái đoạn điệp khúc của cái demo đó nó như thế này. Giá như anh chưa từng gặp em, giá như chưa từng nói yêu em, giá như lúc ấy ta đừng buông tay, đoạn đường còn quá dài. Đó, Hiếu không nghĩ là Hiếu sẽ phát hành demo này, bởi vì nó là một cái quá khứ đã trải qua mà Hiếu cũng không muốn lôi nó lên lại. Hiếu sẽ giữ nó như là một cái kỷ niệm thôi. Nhưng mọi người nghe cũng thấy là nguyên đoạn điệp khúc chỉ có từ giá như. Sau này khi lớn hơn một chút thì Hiếu thấy là từ giá như nó mang lại cho mình nhiều cái cảm xúc tiêu cực. Và cái sự hiện diện của từ giá như bản chất nó cũng đã hàm chứa những cảm xúc tiêu cực. Khi Hiếu biết suy nghĩ hơn một chút thì Hiếu thấy là mình chỉ thốt ra từ giá như khi mình cảm thấy áy náy, hối hận, tiếc nuối, lưu luyến một cái gì đó mà thật ra là mình đã không thể nào thay đổi được nữa. Nó đã qua rồi. Thì nhìn chung nó là một bọc những cảm xúc tiêu cực. Nó khiến tâm trạng của mình sẽ không thể tích cực lên được. Nên Hiếu dần dần không còn dùng đến từ giá như nữa. Thay vào đó là Hiếu đổi khác cái góc nhìn và Hiếu đưa một cái suy nghĩ khác vào. Đó là mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Hiếu không nhìn lại. Bởi vì những cái quyết định mình đưa ra của lúc bấy giờ nó đã là những quyết định hoàn toàn phù hợp với mình ở thời điểm đó. Và bản thân mình cũng đã cảm thấy đó là những quyết định phù hợp và hợp lý nhất rồi. Mình không nên trách mình ở thời điểm đó. Càng không nên lưu luyến nữa. Thay vì lưu luyến dày vào bản thân thì mình nên tập trung cho hiện tại nhiều hơn. Và dần dần Hiếu không còn dùng từ giá như nữa. Hiếu nhận ra là có những thứ rất là nhỏ trong cuộc sống đôi khi chỉ bắt đầu từ một câu nói, từ một cụm từ mình hay sử dụng. Nó cũng đã nói lên rất nhiều trạng thái của mình ở cái giai đoạn đó. Ở cái giai đoạn Hiếu hay dùng từ giá như cho đến khi Hiếu bước qua cái giai đoạn không còn dùng từ giá như nữa. Hiếu nhận ra cái sức mạnh của từ ngữ nó rất quan trọng. Vì từng từ mình nói ra nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và cảm xúc. Vì ngôn ngữ phản ánh suy nghĩ phản chiếu những cái viễn tưởng của mình về cuộc sống, về tương lai. Nếu gọi súng, ống, bom, đạn là vũ khí ở trên chiến trường thì ngôn ngữ thật ra nó cũng là một loại vũ khí vô hình trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Mà đã là vũ khí thì Hiếu nghĩ mình chỉ nên sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Nếu như mình bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm thì mình mới nên rút cái vũ khí đó ra để phòng vệ. Và tất nhiên là với mỗi một người, với mỗi một cái đầu óc, một cái tư duy, một cái trí thông minh khác nhau thì sẽ có những cái cách sử dụng vũ khí khác nhau. Có những người dùng nó thì rất là điêu luyện, nhưng cũng có những người họ không biết cách sử dụng. Nên học cách sử dụng vũ khí mà mình có sẵn nó cũng là một hành trình cần sự kiên nhẫn, cần rất nhiều thời gian. Mà bản thân Hiếu cũng đang phải học rất nhiều. Vũ khí mà, có bao giờ an toàn đâu. Nhiều khi cảm xúc mình không kiểm soát được, mình có thể rút nó ra và sử dụng bậy bạ. Không phải tự nhiên mà cổ nhân có câu im lặng là vàng. Một lời nhắc nhở rất kinh điển mà Hiếu nghĩ là ai trong cuộc đời cũng đã từng nghe thấy và cũng đã từng được nhắc câu đó. Ngôn ngữ nó có thể khiến một trái tim nở hoa, nhưng cũng có thể bóp nát cái trái tim đấy trong một tích tắc. Và quay trở lại từ giá như thì Hiếu đã từng là người rất hay có suy nghĩ giá như mình đừng nói như thế, giá như mình đã nói khác đi. Bởi vì Hiếu cũng từng là người dùng cái vũ khí đó bậy bạ. Bây giờ thì đỡ bậy bạ hơn rồi. Bây giờ thì mình có suy nghĩ hơn thì mình cũng biết kiểm soát hơn. Một cái khác nữa mà Hiếu thấy đó là hồi đó mình hay nghĩ to tát lắm. Mình không để tâm tới những thứ nhỏ nhặt, cụ thể hơn đó là tới những cái ngôn từ mình hay sử dụng. Bởi mình coi đó là những phản xạ tự nhiên. Mình không có để tâm tới nó. Chứ đừng nói là phân tích sâu vào nó. Mình sẽ quan tâm đến những khát vọng, những ước mơ, tương lai, viễn cảnh sau này. Nói chung là tất cả những thứ to tát đó đều là những thứ mình quan tâm tới. chứ không phải là những thứ nhỏ nhỏ kiểu tại sao cơ cấu của một chú chim bồ câu đi nó lại nhún lên nhún xuống, không có đi bình thường đấy. Nhưng mình, một chú mèo, một chú cún nhìn mình thì nó đang nghĩ cái gì? Thì những suy nghĩ của Hiếu hiện tại nó chỉ đơn giản vậy thôi. Bởi vì Hiếu cảm thấy là chính những cái thứ nhỏ nhỏ đấy nó mới tạo nên được những cái bức tranh lớn ấy. Và khi mà mình để tâm tới những điều đơn giản thì đôi khi chính nó lại là những cái mắt xích quan trọng trong cuộc sống của mình ấy. Và khi mà mình dành thời gian mình quan sát những cái tạo tác nhỏ nhỏ đấy của tạo hóa, mình mới thấy là cuộc sống quá nhiều thứ kỳ diệu. Chỉ cần mình dừng lại và mình hít thở, cảm nhận những cái khoảnh khắc đấy, mình biết trân trọng từng hơi thở mình đang có, mình trân trọng cuộc đời mình đang có, mình không còn giá như nữa, mình chỉ cảm thấy là mình đang thực sự sống ở hiện tại. Hiếu thấy đó là cái trạng thái mà chúng ta cần tìm kiếm. Sống trong một xã hội hiện đại thì rất khó để có được cái trạng thái đó 24/7. Nhưng dù ít dù nhiều, chỉ cần chúng ta thực sự muốn xảy ra và muốn dành thời gian để làm chuyện đấy, thì Hiếu nghĩ là chúng ta vẫn sẽ tạo ra được những cái khoảnh khắc tuyệt vời đó thôi. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập 3 tại Góc của Hiếu ngày hôm nay. Nghe Hiếu luyên thuyên và Hiếu cũng không biết nó là cái gì, nhưng mà mình gọi là luyên thuyên mà mình đâu cần phải biết nó là cái gì đâu. Thì Hiếu rất trân trọng sự hiện diện của mọi người đến tận giây cuối cùng này. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo ha. See ya.